Giới phân tích cho rằng đợt phản công của Ukraine đã bắt đầu và tăng tốc khi giao tranh đang diễn ra hết sức ác liệt ở miền đông và nam Ukraine những ngày qua. Lần này, quân đội Ukraine có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ vũ khí phương Tây nhưng cục diện chiến trường cũng đã nhiều thay đổi. Ukraine và các đồng minh đã mất nửa năm để chuẩn bị cho đợt phản công mang tính quyết định. Ở bên kia chiến tuyến, Nga cũng cho thấy đã có sự chuẩn bị. Ngày 9 tháng 6, Ukraine cho biết giao tranh với Nga diễn ra ác liệt trong 24 giờ qua tại các khu vực ở miền đông như Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka. Lực lượng không quân của nước này tuyên bố đã chặn được 4 tên lửa hành trình và 10 đợt không kích bằng drone của Nga. Cùng ngày 9 tháng 6, hãng thông tấn Ukrinform dẫn thống kê của quân đội Ukraine ước tính đã tiêu diệt hơn 1.000 lính Nga trong một ngày qua, nâng tổng số quân tử trận của Moscow lên hơn 213.000. Trong khi đó, truyền thông Nga cũng đưa tin chiến sự đang căng thẳng ở Donetsk phía đông và vùng Zaporizhia phía nam Ukraine. Hãng tin TASS dẫn lời giới chức quân sự Nga cho biết lực lượng của họ đã đánh bại các nỗ lực tấn công của Ukraine khiến đối phương thiệt hại nặng nề. Quân đội Nga khẳng định đã tiêu diệt 21 xe bọc thép của Ukraine trong 24 giờ. Dù có các vũ khí hiện đại từ phương Tây, giới phân tích nhận định Ukraine sẽ khó đẩy lùi quân Nga bằng các trận chiến lớn. Thay vào đó sẽ là đánh thọc vào nhiều điểm để kéo giãn đối phương và tìm ra điểm yếu.